Đếm đi, đếm đi, đếm đi. Để đếm cho chị giữ nó lên ý. Nhìn 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 nó sẽ lên. Ồ, công nhận cái xà lách này ngon. Cá cũng thích luôn. À, còn có chân lên xin nó có đếm không? Bây giờ chị không còn cái tâm trí nào để chị ăn lên nữa. Công suất là một buổi sáng mà chưa được con cá nào cả. Chị ơi, em mới mua được gói này á. Chị ăn gì á? Chị đang câu cá mà câu từ sáng rồi chưa được con nào đấy. Chị cho cái gói xà lách kìa bà, không biết cả ăn không ngon không? Để chị em thử, chị xem nào. Cả ngày em ăn à, em ăn được mấy gói xà lách này á? Khoai chiên mật ong à? Để em câu thử xem. Đấy, em câu thử đây để chị thử xem cái này có ngon không nào. Chị chưa ăn cái này nhỉ? Bao giờ đâu? Không xé được luôn. Xịn đi chị. Xịn nào. Wow. Mỏng dính luôn. Ăn. Hè ru luôn. Công nhận bảo sao em thích ăn là đúng rồi. Em làm gì đấy? Cho cá ăn á. Liệu được không? Để chị thử nào. Ôi nhỉ, hay mồi này nó không ăn nhỉ? Mình thử cho mồi này xem nó có ăn không nhá. Mình ăn ngon thế này chắc cá cũng thích đúng không? Thả xuống đi, nó sẽ nhìn thấy đồ ăn rồi đấy nhá. Ô cá kia. Ô. Vàng kia kia. Có phải không? Cá đây. À đúng rồi, đang đến đấy. Đấy, em đi bê mấy miệng thôi. Có qua không? Đếm lên, đếm lên, đếm lên. Để đếm lên, chị giữ nó lên nhé. Nhìn nhìn nó sẽ lên. Ồ, công nhận cái xà lách này ngon. Cá cũng thích luôn. Ơ, chị cũng là cá. Chị cũng ăn luôn. Nó ăn đâu. Nhưng mà từ sáng chị ngồi có một con nào nó lại gần chị luôn. Thế nào có cái xà lách này phải không? Nó phi lại gần luôn. Đúng là khoai tây mật ong có khác. Ngon thế. Ngon thế. Ngon thế. Em câu ở mức câu của chị ăn gì cũng ăn thôi. Chả cần câu nữa. Thôi. Thôi tí được rồi. Đấy luôn luôn. Thôi thử không sao. Xin nữa anh nhắc nó lên. Xin chào tất cả các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình.